Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Phi Audio. Thì ngoài cái mẫu loa chép ST9620 ra thì cái mẫu loa chép này của JBL 9645 cũng là một cái mẫu rất là nhiều anh em yêu thích. Thì cái mẫu này, cái tiếng chép của nó thì nó có thể đảm bảo được cho các bác là tiếng chép rất là sáng nè. Thì các bác nào mà nhà đang bị tối tiếng chép á, thì có thể tham khảo những cái mẫu này thì nó sẽ giúp cho mình cải thiện được cái tiếng chép của dàn bị tối tiếng này, cũng như là dàn anh em nào mà bị cháy chép á, thì có thể tham khảo thêm để về để bổ sung thêm bên ngoài nè, cũng như là lắp vào thùng thay thế cho những cái cặp loa chép của mình đã bị cháy. Thì về cái thiết kế bên ngoài của nó nhìn rất là độc lạ đấy, như các bác có thể thấy thay vì những cái loa chép thông thường là mặt tròn hoặc mặt vuông, thì ở đây cái con loa chép này cái góc cạnh của nó cũng như là cái đồ nhô lên nhìn nó rất là đẹp mắt đấy. Và điểm nhấn của những cái mặt loa chép này là những cái đường viền nè làm nổi bật lên cái mặt ngoài của loa chép, và cái họng kẹt, cái họng này của nó nhìn giống như một cái viên đạn á đấy, nhìn rất là đẹp, rất là sáng đấy mặt của nó. Và củ từ nhìn nè, nhìn bên ngoài của nó nhìn giống như một cái họng kèn đấy, các bác có thể thấy đấy, nhìn rất là đẹp mắt. Thì những cái thông số cơ bản của cái loa này như là với cái công suất mát của mỗi loa sẽ là 150W, trở kháng sẽ là 8 ohm, và cái model sản phẩm của cái mẫu này đó là của JBL nè, với cái model sản phẩm là ST9645. Thì cái mẫu này cũng rất là nhiều anh em mong đợi về nó sau cái mẫu 9620 em đã làm clip giới thiệu trước đó đấy. Thì tiện thể ở đây em sẽ đo luôn cả cái thông số về để cho anh em nào mà đang có nhu cầu để mà lắp vào thùng thay thế cho những cái loa chép của mình, lấy đường kính cỡ vành ngang sẽ rơi tầm khoảng 8 cm, và đường kính của hai đường chéo của ốc sẽ tầm khoảng gần 9 cm đấy. Anh em nào mà đang muốn độ chế cho mình bằng cách là cũng như là lắp vào thùng nè, cũng như là bổ trợ thêm bên ngoài để tăng thêm cái tiếng chép cho dàn bằng cách là lắp sẵn mặt và chân sắt để bổ sung thêm bên ngoài, và lắp mặt nó sẽ có tác dụng như thế nào, thì lắp mặt nó sẽ bảo vệ cho loa chép của mình, tăng tuổi thọ cho loa chép của mình, cũng như là cắt giảm đi những cái tần số không đáng có bên ngoài á, thì nó sẽ cho loa chép đúng là tiếng cao nhất của loa chép. Thì bây giờ em sẽ test chức âm thông qua, em đã lắp sẵn cái mặt phân tần nè, em sẽ test chức âm qua cái con đó. Thì vừa rồi em cũng test thông test nhạc cho các bác nghe được chất âm của nó, cũng như là đo những cái thông số cơ bản. Thì cái cặp loa chép này các bác có thể phù hợp để ghép với tất cả các dàn hiện tại, cũng như là có thể làm vừa nghe nhạc nè, vừa karaoke đều được đấy. Mẫu loa chép ST9645 với một cái cặp cũ rời như thế này, bên em đang có giá là 750.000, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cặp tụ để mà tốt hơn, cũng như là bảo vệ loa chép của mình, tăng tuổi thọ cho loa chép của mình. Thì các bác có thể lắp thêm chân sắt vào mặt phân tần để bổ sung thêm bên ngoài với cái giá là 900.000 trên một cặp. Thì các bác có thể liên hệ với số điện thoại là 0935980281, đó cũng là số Zalo của em, hoặc là các bác hãy đến địa chỉ trực tiếp để nghe chức âm trực tiếp ở địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.